Thưa quý vị, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một buổi gặp mặt tọa đàm chia sẻ nhiều vấn đề quan tâm đối với sự phát triển của các doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp FDI tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào sáng nay. Tham dự tọa đàm có ông Phan Thiên Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan và 70 thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp FDI của tỉnh. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, trong năm 2018, toàn tỉnh cấp 19 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 27,88 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, dự án Laguna Lanco đã tăng vốn đầu tư từ 875 triệu đô la Mỹ lên 2 tỷ đô la Mỹ, sẽ là một dự án lĩnh vực du lịch mũi nhọn, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng và nguồn thu ngân sách. Theo đó, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 102 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,5 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh Thừa Thiên Huế xếp hạng thứ 23 trên 63 tỉnh thành phố và xếp thứ 7 trên 19 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong 3 tháng đầu năm 2019, đã cấp 15 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 60 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp FDI đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc hình thành nên cái câu lạc bộ FDI sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái, ở đó các cái doanh nghiệp FDI tự giúp đỡ lẫn nhau, rồi từ họ tổng hợp ra được những cái yêu cầu mà tỉnh cần phải tháo gỡ, thì qua đó tỉnh sẽ tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp được tốt hơn. Cái cách thức hoạt động này cũng như là cái buổi cái hội thảo hôm nay thì câu lạc bộ FDI tiếp tục sẽ là một cái điểm đến thu hút các cái nhà đầu tư, tạo ra một cái hệ sinh thái tốt để thu hút những cái nhà đầu tư khác đến đầu tư ở tại Thừa Thiên Huế. Tại tọa đàm, các doanh nghiệp FDI cũng đã chia sẻ và thảo luận bàn tròn về vấn đề vì sao đầu tư tại Huế, những tiềm năng và thế mạnh và cơ hội đầu tư tại Huế. Các doanh nghiệp FDI cũng đặt ra nhiều vấn đề để thảo gỡ như công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp đào tạo, tìm kiếm thị trường. Qua đó, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn liên kết hợp tác tạo nên môi trường kinh doanh, đầu tư lành mạnh và phát triển tại Huế. Câu lạc bộ FDI là nối kết các doanh nghiệp hiện đang đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo ra môi trường khăng khít, thân thiện, đoàn kết, tương trợ nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong môi trường phát triển kinh doanh của mỗi đơn vị. Qua đó tạo một tiền đề nối kết, một hình ảnh tốt nối kết để kêu gọi đầu tư mới về tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau gần một năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ doanh nghiệp FDI thực sự là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Huế, để có thể hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Huế phát triển, cũng như làm cầu nối kết công tác xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài đến với Huế. Cùng tại buổi tọa đàm, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành cũng đã giới thiệu những chính sách thu hút đầu tư, những chính sách hỗ trợ từ phía các ngân hàng, đồng thời phân tích những thuận lợi và khó khăn để cùng doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Thừa Thiên Huế.